Quá khứ cơ cực từng phải đi ăn xin của Trường Giang và cơ duyên được Hoài Linh nâng đỡ. Trường Giang mất mẹ từ nhỏ, tuổi thơ không một bữa cơm no. Trường Giang sinh ra ở vùng quê nghèo của Long Thành, Đồng Nai. Ngày ấy, một cậu bé đen nhẻm, giọng nói lơ lớ miền Trung, chưa một ngày được sống sung túc và phải chịu nhiều biến cố lớn của cuộc đời. Khi lên 5 tuổi thì Trường Giang đưa tang mẹ đẻ qua đời vì tai nạn giao thông. Từ lúc đó, 6 anh em nhà Trường Giang mang danh mồ côi, nói đúng nghĩa đen khi gia đình phải chạy ăn từng bữa, thậm chí các thành viên trong gia đình phải mót phủ lượm củi khô sau mỗi giờ tan học. Trong một talk show, nam danh hài chia sẻ lại khoảng thời gian cơ cực khi không có mẹ bên cạnh. Mỗi lúc đi học về, anh phải vào bếp nấu cơm bằng củi. Khói cay xè đến nước mắt chảy nhưng vẫn phải gắng gượng vì không nấu gia đình sẽ không có cơm ăn. Cha Trường Giang từng là viên chức nhà nước nhưng vì mưu sinh cho gia đình nên cũng nghỉ việc đi chạy xe. Tiền kiếm bao nhiêu cũng gom góp để nuôi 6 đứa anh em chúng tôi ăn học. Nhắc đến cha, Trường Giang bao giờ cũng nể phục và yêu thương rất nhiều. Từng đi ăn nhờ ở đậu, làm nhiều công việc bần hàn để kiếm cơm. Trong lúc túng quẫn nhất, Trường Giang đánh liều vận mệnh, đi thị trường sân khấu điện ảnh theo lời động viên của bạn bè. Đây cũng chính là bước điểm giúp anh tiến thêm một bước trở thành diễn viên hài đình đám của showbiz Việt. Nhưng vào học, Trường Giang vẫn bị đuổi học vì không có tiền đóng học phí. Giáo viên chủ nhiệm còn nói rằng anh không hề có tố chất nghệ thuật. Để kiếm tiền nuôi bản thân, nam danh hài phải ăn nhờ ở đậu nhà người quen, làm đủ mọi nghề như bồi bàn cho đến phục vụ quán bar. Tất cả những khó khăn vẫn không thể làm nản lòng chàng thanh niên trẻ. Nhưng rồi khoảng thời gian trật dày với những khó khăn cũng đã đi qua. Bước ngoặt cuộc đời thay đổi khi anh gặp cố nghệ sĩ Hữu Lộc và danh hài Hoài Linh. Giờ đây, mỗi lần nhớ lại anh đều bảo rằng nếu không có hai nghệ sĩ này thì chắc chắn sẽ không có Trường Giang của ngày hôm nay. Sẽ chẳng có ai tin nổi một chàng thanh niên với dáng người nhỏ con, nước da đen nhẻm, nghèo khó lại đổi vận trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Nhưng cũng phải cảm ơn những khó khăn đã đúc kết cho Trường Giang kinh nghiệm sống quý báu, biết cách đối nhân xử thế và mang cái duyên đến cho nghệ thuật. Hiện anh đang có cuộc sống hạnh phúc với người vợ Nhã Phương.